Sáng ngày hôm nay 31 tháng 1, Hà Nội đã ghi nhận thêm 5 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng và đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến ổ dịch tại tỉnh Hải Dương. Đáng chú ý là đã có những ca lây nhiễm từ F1, F2 và trở thành F0. Công tác khoanh vùng truy vết và cách ly phun khử khuẩn đã được triển khai thần tốc. 5 người trong một gia đình ở quận Nam Từ Liêm được Bộ Y tế công bố dương tính sáng nay 31 tháng 1 là vợ, con trai, mẹ vợ, bố vợ và em vợ của bệnh nhân 1694. Như vậy thì trường hợp của bệnh nhân 1694 là từ F1 đã trở thành F0 và lây lan ra cho các bệnh nhân khác ở quận Nam Từ Liêm. Công tác khoanh vùng, truy vết và cách ly những người có liên quan đã được chính quyền địa phương và ngành y tế triển khai thần tốc. Hiện tại truy vết thì đang tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan đến F1, F2 trên địa bàn, F3. F2 thì ra quyết định và những F3 thì để khuyến cáo họ cách ly và tuyên truyền tất cả các tổ dân phố trên địa bàn là quán triệt truy vết có từng nhà, già từng hộ. Phường cũng đã chủ động là liên hệ với cả khối nhà trường liên quan đến việc là các cháu học sinh đang học ở các nhà trường, rồi liên quan đến cái việc là khử trùng tiêu độc ngay đêm hôm qua, tiếp tục rà soát chiều sâu để mở rộng trong các F3, F4 để khoanh vùng. Quận Nam Từ Liêm đã chủ động kiểm soát và truy vết trên địa bàn 10 phường, ổn định tình hình tâm lý của nhân dân, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để kiểm soát tốt nhất tình hình dịch bệnh. Như vậy thì tính đến thời điểm hiện tại, Hà Nội đã có 9 trường hợp dương tính với COVID-19 trong cộng đồng. Công tác phòng chống dịch đã được triển khai ở mức cao nhất.